nổ lớn sập nhà chôn vùi cả hai vợ chồng lúc rạng sáng 3 tháng 9. Người dân nghe một tiếng nổ lớn chạy đến ngôi nhà ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam bị sập thì thấy hai vợ chồng đã tử vong. Sáng 3 tháng 9, ông Võ Xuân Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, cho biết thông tin trên. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 20 phút cùng ngày, người dân ở thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra từ căn nhà của hai vợ chồng ông Nguyễn Minh. 59 tuổi và bà Nguyễn Thị Loan, 55 tuổi. Mọi người chạy đến thì thấy ngôi nhà của hai vợ chồng này bị sập hoàn toàn, khói bốc lên. Hậu quả sau vụ nổ là hai vợ chồng ông Minh tử vong. Ông Xuân Anh cho biết hai vợ chồng này không có con cái. Căn nhà của họ là nhà cấp 4 nhưng rất kiên cố. Tại hiện trường, căn nhà bị đổ sập, mái tôn văn tứ tung, mọi vật dụng bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Thi thể của hai vợ chồng cũng bị đóng gạch đá vùi lực lượng chức năng xã Tiên Phong đã phối hợp với công an đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, chờ lực lượng pháp y đến khám nghiệm thi thể, điều tra nguyên nhân vụ nổ. Nhiều người phỏng đoán sốc có thể là nổ bình gas hay mình còn sót lại dưới đất ở khu vực nhà này, tuy nhiên phải cần lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra mới biết nguyên nhân vụ nổ ông Xuân Anh nói thêm. Nổ lớn sập nhà chôn vùi cả hai vợ chồng.